Nếu như chỉ có khoảng tầm 600 triệu đồng thì các bạn sẽ lựa chọn một chiếc xe đời mới Toyota Race hay là một chiếc xe đời cũ như là Mazda CX-5 phiên bản cao nhất đời 2017. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với Việt Nam Road Trip và mời quý vị và các bạn ăn đào cùng với tôi nhé. Một đặc sản của núi rừng Tây Bắc vào khoảng mùa tháng 5 và tháng 6. Và tôi đang ngồi ở khu vực Hang Kia của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Các bạn có thể thấy tôi đang ngồi ở trong một homestay tên là Y Múa. Và xung quanh là những cây đào đang chín đỏ quả rất là đẹp, những căn bungalow và lũ trẻ con thì chơi ở xung quanh rất là nhiều. Và có rất nhiều những cái đoàn đã tới đây để dạy cho bà con làm du lịch. Nếu các bạn nghe thấy tiếng EA mà lọt vào trong mic của tôi thì đó chính là những đứa trẻ ở đây đang học tiếng Anh của những tình nguyện viên. Họ đã lên đây để họ dạy cho những đứa trẻ Hơ Mông để mong một cuộc sống nó tốt lành hơn. Tôi ở đây để chia sẻ với quý vị và các bạn một cái sự so sánh về hai mẫu xe mà hôm trước có một số khán giả đã gửi tới Việt Nam Road Trip. Bây giờ tôi có khoảng 600 triệu thì tôi đang băn khoăn nên chọn một chiếc xe đời mới kiểu như là Toyota Race hay là một xe đời cũ. Tại sao phải lấy một chiếc xe đời mới giống như Race mà không lấy một xe đời cũ? Ví dụ như là chiếc Mazda CX-5 đời khoảng 2017 chẳng hạn, có giá khoảng tầm 600 triệu thôi. CX-5 thì sẽ hơn Race rất là nhiều thứ bởi vì phân khúc của nó cao hơn. Về trang bị tiện nghi tất cả mọi thứ nó sẽ hơn Race bởi vì là tiền của nó nhiều hơn nhiều các bạn. Nếu mà tính mới của CX-5 bây giờ so với Race thì cũng phải gần gấp đôi đấy ạ. Rõ ràng là nó hơn, nhưng mà CX-5 này là một xe rất là cũ, có tuổi đời khoảng tầm 7 năm rồi. Nhưng mà anh ta cũng rất là băn khoăn, không biết thật rằng là mình nên lấy một chiếc xe mới để mà chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều thứ, để chúng ta có thể được bóc từng cái tấm ni lông ở trên chiếc xe nó rất là thú vị, hay là chúng ta mua một chiếc xe đời cũ như là CX-5 đời 2017. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những quan điểm cũng như là những cái đánh giá, những cái so sánh của tôi về hai mẫu xe, đó là chiếc Toyota Race và chiếc Mazda CX-5 đời 2017 có giá tương đương khoảng tầm 600 triệu đồng. Như vậy là trong clip này tôi sẽ lấy tiêu chí giá 600 triệu đồng để so sánh hai mẫu xe để đưa cho các bạn cái sự lựa chọn một chiếc xe mới như Race hay là một chiếc xe cũ như CX-5 2017. Nhắc tới CX-5 thì chắc chắn đó không phải là một xe xa lạ với mọi người. CX-5 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Mazda tại Việt Nam. Và nếu nói không ngoa rằng thì các bạn cứ ra ngoài đường ở Hà Nội hoặc Sài Gòn cứ khoảng 5 phút thì chắc chắn là sẽ có một chiếc CX-5 chạy qua. Chúng ta quá quen thuộc với nó rồi, với kiểu thiết kế cũng như là cái sự phổ biến của nó. Còn Race là một mẫu xe hoàn toàn mới của Toyota phân phối tại Việt Nam. Ngay khi ra mắt thế giới vào khoảng năm 2019-2020, Race đã trở thành một cái hiện tượng ở khu vực châu Á, đặc biệt là tại Nhật Bản chẳng hạn, thì nó là trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai tại Nhật Bản năm 2020. Điều đó chứng tỏ rằng Race cũng có một cái sức hút rất lớn đối với người tiêu dùng và nó mang lại cho người tiêu dùng cái sự thích thú cũng như sự thực dụng thì người ta mới mua nhiều như thế. Như thường lệ thì chúng tôi sẽ so sánh cái khả năng vận hành trước tiên của hai mẫu xe này. Và đầu tiên là hệ thống lái. Cả hai xe thì đều được trang bị hệ thống lái trợ lực điện, chính vì thế mà cho các bạn một sự xoay trở rất là nhẹ nhàng và thoải mái trong điều kiện đường phố. Tuy nhiên, bởi vì Race là phân khúc xe hạng A đô thị vầng cao, CX-5 là một chiếc SUV, chính vì thế mà cái kích thước của CX-5 là lớn hơn về mọi mặt, nên là các bạn sẽ xoay trở CX-5 trong điều kiện chật hẹp sẽ khó khăn hơn so với Race, đúng không ạ? Bởi vì Race bản thân nó được định vị là một xe đô thị hoàn toàn để di chuyển trong điều kiện nội đô, trong điều kiện chật hẹp một cách dễ dàng. Cái bán kính vòng quay chẳng hạn của chiếc Race khoảng tầm 5,1m, trong khi đó CX-5 lên tới khoảng tầm 5,6m. Cái xe thì cũng có các cảm biến rồi là camera lùi để mà các bạn có thể quan sát dễ dàng hơn. Tuy nhiên Race thì có thêm cái cảnh báo điểm mù cũng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau sẽ giúp cho mọi người có thể quan sát ở những cái góc mà chúng ta khó quan sát hơn, khó nhìn hơn, là chúng ta sẽ an toàn hơn một chút. Tầm quan sát khi mà các bạn ngồi lái thì cả hai xe nó cũng tương đương nhau về độ thoáng, độ rộng. CX-5 thì có một cái vị trí ngồi khá là cao, khá là rộng rãi và thoải mái. Góc chữ A của CX-5 cũng không phải là quá lớn. Race thì mang một thiết kế mới, cái mặt trước và hai bên đều rất là thoáng để cho mọi người có thể quan sát dễ dàng. Khi mà các bạn di chuyển ở tốc độ khoảng 100 tới 120 km/h thì cái hệ thống lái trên CX-5 ổn định và chắc chắn hơn. Tức là cái độ siết vô lăng của chiếc CX-5 nó sẽ tốt hơn. Nói thế không có nghĩa là Race sẽ mang lại một cảm giác lỏng lẻo. Trên cái điều kiện đường đèo dốc, đồi núi, Race thoát cua rất là nhanh, bởi vì nó là một xe nhỏ, có trục cơ sở nó ngắn hơn. Mà sử dụng cả lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng nữa thì chưa chắc CX-5 đã đuổi được Race ở trên cái điều kiện đèo dốc, đồi núi đâu ạ. Về cách âm, trong cái điều kiện đường phố hoặc là tốc độ khoảng dưới 50 km/h thì cái độ ồn trong khoang cabin của hai xe là gần như tương đương nhau.
CX-5 lái khá là thích, khoang cabin rất là êm ái và yên tĩnh. Ray cũng như vậy, các bạn lái xe hàng ngày để mà đi làm trong điều kiện phố thị Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng thì rất là tuyệt vời. Khi mà các bạn di chuyển ở tốc độ cao hơn tầm khoảng 80 cho tới 100 km/h thì những cái tiếng ồn vọng vào khoang cabin đã lớn hơn rất là nhiều. Trên cùng một đoạn đường với nhau thì chúng tôi đã đo cái độ ồn trong khoang cabin của chiếc Ray là khoảng tầm 69-70 decibel. Trong khi đó chiếc CX-5 là khoảng tầm 71 decibel. Tuy nhiên các bạn sẽ cảm nhận bằng tai cái sự khác nhau của hai mẫu xe này. Trên chiếc Ray, nguồn ồn từ động cơ vọng vào cũng không phải là quá nhiều. Khi các bạn đạp ga đột ngột và tăng tốc thì lúc đó cái tiếng ồn máy nó hơi dội vào khoang cabin. Còn lại các bạn di chuyển ở tốc độ nó đều rồi thì tiếng ồn máy dội vào không phải là nhiều, kể cả hộp số gần như là cũng không có mấy đâu. Nhưng mà cái tiếng ồn của Ray chủ yếu xuất phát từ gầm lốp và đặc biệt là tiếng ồn gió. Bởi vì cái phiên bản của chúng tôi là sử dụng nhà sản xuất họ đã lắp thêm cái vè che mưa ở hai bên đấy. Chính vì thế mà cái tiếng ù nó vọng vào khoang cabin khá là nhiều, hoặc là có thể từ thiết kế khí động học nó chưa thực sự được tối ưu cho lắm, khiến cho tiếng ù vọng vào khi các bạn di chuyển ở tốc độ trên 100 km/h. Còn với CX-5 thì nguồn ồn chủ yếu xuất phát từ gầm và lốp, sẽ rất là ồn khi mà qua một cái đoạn đường nào đó nó bị nhám, nó bị xấu thì nó vọng vào khoang cabin khá là lớn. Mặc dù cái độ cao thành lốp của CX-5 nó khá là béo nhưng mà cái độ ồn vọng vào khá là lớn. Nhiều người đi CX-5 họ đã làm cả cái cách âm. Tôi khuyên với các bạn rằng là với những chiếc xe kiểu như là Race hay là CX-5 thì các bạn có làm cách âm thì cái độ ồn trong khoang cabin nó cũng không giảm đi là nhiều đâu. Bởi vì bản chất của hai chiếc xe này nó là khung gầm liền khối. Về hệ thống động lực và tăng tốc thì rõ ràng là hai chiếc xe này nó khác nhau hoàn toàn, bởi vì nó thuộc hai phân khúc khác nhau. CX-5 sử dụng hệ thống động cơ 2.5 lít và cho công suất đâu đó khoảng 185 mã lực. Trong khi đó Race thì sử dụng khối động cơ 1.0 lít tăng áp và cho công suất khoảng 98 mã lực. CX-5 thì sử dụng hộp số tự động 6 cấp, còn Ray sử dụng hộp số vô cấp. Chúng tôi cũng tiến hành đo thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h đối với cả hai xe. CX-5 mất khoảng tầm 10 giây, trong khi đó Ray mất khoảng tầm 11,5 giây. Điều này thì cũng rất là dễ hiểu thôi, bởi vì là rõ ràng CX-5 nó mạnh hơn, khỏe hơn thì tăng tốc sẽ nhanh hơn. Mặc dù là cái trọng lượng của CX-5 là lớn hơn Ray rất là nhiều, nhưng mà các bạn cứ thử so sánh một khối động cơ 2.5 lít với một khối động cơ 1.0 lít thì chắc chắn là 2.5 lít ưu thế hơn và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. 185 mã lực so với 98 mã lực thì nó cũng lớn hơn rất là nhiều nữa. Về chế độ lái thì cả Race hay là CX-5 thì đều có hai chế độ lái khác nhau, chế độ lái thường và chế độ lái thể thao. Trên Race thì gọi là chế độ lái Power Mode, thì các bạn sử dụng chế độ lái này khi các bạn muốn vượt xe tăng tốc hoặc là trên cái đường đèo dốc đồi núi thì nó cũng rất là tiện dụng. Về sự hoạt động hộp số, cá nhân tôi nhận thấy rằng là hộp số 6 cấp trên chiếc CX-5 hoạt động rất là mượt mà và êm ái. Hộp số vô cấp trên chiếc Ray cũng như vậy, các bạn sẽ không có những tiếng ồn vọng vào khoang cabin ở mọi giải tốc độ, vốn là nhược điểm của hộp số vô cấp. Nhưng mà trên Ray thì rất là mượt mà, rất êm ái, tăng tốc rất là ngọt, không có gì phải phàn nàn về hộp số của hai chiếc xe này cả. Và một điều quan trọng nhất đó chính là CX-5 phiên bản cao cấp nhất đời 2017 sử dụng hệ thống nhận động 4 bánh. Trong khi đó Ray là chiếc xe hạng A dẫn động 2 bánh, tức là cầu trước mà thôi. Chế độ dẫn động 4 bánh thì nó sẽ ưu việt hơn rất nhiều so với chế độ dẫn động 2 bánh. Các bạn sẽ cảm thấy rõ cái điều này khi mà các bạn di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt, đồi núi, đèo dốc hoặc là trong cái đường bùn lầy, phải leo lên những cái dốc cực kỳ cao. Thì rõ ràng hệ thống dẫn động 4 bánh nó sẽ giúp tối ưu cái sức mạnh của động cơ hơn. Tôi lấy ví dụ, khi các bạn leo dốc chẳng hạn thì chỉ có 2 cái bánh trước của Race nó phải kéo cả cái xe lên. Tuy nhiên trên CX-5 thì cả 4 bánh sẽ đẩy chiếc xe lên. Nhưng mà chúng ta cũng phải phân biệt rằng là hệ thống dẫn động 4 bánh trên CX-5 khác với những cái hệ thống dẫn động 4 bánh trên những chiếc xe Mercedes, chiếc Audi hoặc là chiếc Volkswagen chẳng hạn. Cái phần khác nhau đó như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong những cái clip nói sâu hơn về hệ thống dẫn động trên những chiếc xe ô tô. Về hệ thống khung gầm và hệ thống treo cũng có sự khác nhau rất là lớn. Khi mới thì CX-5 có giá đâu đó gần 1 tỷ đồng, trong khi đó Race thì có giá khoảng hơn 500 triệu đồng mà thôi. Khung gầm đều là liền khối, tuy nhiên hệ thống treo sau thì hoàn toàn khác nhau. Trên chiếc CX-5 là hệ thống treo đa liên kết, trong khi đó Race là hệ thống thanh dầm chịu xoắn với lò xo cuộn. Rõ ràng là hệ thống treo đa liên kết thì nó có ưu việt hơn so với hệ thống thanh dầm chịu xoắn và lò xo cuộn. Tuy nhiên, cái chi phí sửa chữa trên CX-5 nó sẽ tốn kém hơn so với trên Race. Và hệ thống treo trên CX-5 thì như tôi đã chia sẻ với các bạn, nó là một hệ thống treo khá là mềm. Chính vì thế mà khi các bạn di chuyển trong điều kiện đường đồi núi, đèo dốc khi mà phải ôm cua liên tục thì các bạn sẽ cảm thấy cái sự bồng bềnh và không sự chắc chắn cho lắm. Di chuyển trong điều kiện đường phố thì rất là êm ái, rất là mượt mà. Còn hệ thống treo trên Ray thì sao? Nó cứng hơn một chút. Các bạn di chuyển Ray trong cái gờ giảm tốc thì các bạn sẽ cảm thấy cái sự sắc nảy một chút dội vào lưng trong cái khoang cabin. Nhưng mà khi các bạn di chuyển Ray trên cái điều kiện đường đèo dốc đồi núi thì cảm thấy một cái sự chắc chắn và ổn định. Chúng ta sẽ rất là khó để mà so sánh một hệ thống
treo thanh dầm chịu xoắn với một hệ thống treo la liên kết. Hai thằng treo này là hoàn toàn khác nhau, có những ưu điểm, cũng có những nhược điểm. Và rõ ràng hệ thống treo thanh dầm chịu xoắn là cái hệ thống treo phổ biến ở trên những xe hạng A, hạng B, với chi phí sửa chữa và thay thế thì cực kỳ thấp. Cái khoảng sáng gầm xe trên chiếc CX-5 thì ở mức khoảng 210mm, trong khi đó Race là 200mm, thì CX-5 cũng có ưu thế hơn một chút khi mà di chuyển qua những cái điều kiện địa hình xấu. Race là một xe đô thị với khoảng sáng gầm xe như thế thì nó cũng là một xe đa năng để giúp cho các bạn có thể di chuyển qua nhiều cái địa hình khác nhau được. Chúng tôi cũng tiến hành đo cái quãng phanh ở cả hai xe, tải giải tốc độ 80 km/h và đạp kịch phanh. Thì với CX-5 quãng phanh khoảng tầm 19,4m, trong khi đó chiếc Ray chỉ có 17,8m. Điều này cũng có thể xuất phát từ việc cái trọng lượng của chiếc CX-5 lớn hơn khá là nhiều so với trên chiếc Ray. CX-5 trọng lượng khoảng tầm 1,6 tấn, trong khi Ray thì khoảng tầm 1 tấn, 1 tấn mốt gì đấy mà thôi. Mặc dù cái hệ thống phanh phía sau của Ray là thang trống, nhưng mà chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái quãng phanh ngắn hơn. Có thể tạm kết luận rằng là nếu mà gặp một cái trường hợp đột ngột ấy, trên chiếc CX-5 nó có thể nguy hiểm hơn so với trên chiếc Race. Như vậy là tự chung lại về hệ thống vận hành, thì nếu mà xét trong điều kiện đường phố thì cả hai xe vận hành gần như tương đương nhau. CX-5 thì cồng kềnh hơn, to hơn, sẽ bất lợi hơn một chút trong các điều kiện về chật hẹp. Race thì nhỏ gọn hơn, nên là luồn lách có lẽ hơn. Trên điều kiện đường cao tốc xa lộ thì CX-5 đầm chắc hơn về hệ thống lái, khung gầm giảm sóc cũng như vậy. Trên điều kiện đường đèo dốc đồi núi thì hệ thống giảm sóc trên CX-5 cho các bạn một cảm giác lái bồng bềnh, Ray thì cho các bạn một cảm giác lái nó cũng khá là ổn định và chắc chắn. Trong điều kiện đường phố thì CX-5 nó êm ái hơn, Ray đi qua gờ giảm tốc thì vẫn bị sóc nảy. Động lực thì rõ ràng CX-5 chiếm hoàn toàn ưu thế rồi. Về quãng phanh thì Ray có ưu thế hơn so với trên CX-5. Còn về trang bị nội ngoại thất và tiện nghi thì như thế nào? Chúng tôi cũng đã có những clip đánh giá riêng rẽ hai mẫu xe này rồi. Chính vì thế mà trong cái clip so sánh này thì tôi sẽ nói về những cái hơn, những cái thua của chiếc CX-5 cũng như là chiếc Ray mà thôi. Về hình dáng tổng thể thiết kế thì cái này nó tùy thuộc vào gu thẩm mỹ cũng như là sở thích của mỗi người. CX-5 thì sở hữu một cái kiểu dáng thiết kế ô đô tròn tròn bầu bầu cả xe luôn và không thay đổi trong suốt nhiều năm qua. Trong khi đó Ray thì mang một thiết kế hoàn toàn mới, nó rất là góc cạnh, rất là vuông vức. Bạn nào thích kiểu thiết kế vuông và góc cạnh thì chọn chiếc Race. Bạn nào thích thiết kế kiểu bo tròn tròn thì chiếc CX-5. Chiều dài, kích thước, tất cả mọi thứ thì CX-5 lớn hơn Race, bởi vì CX-5 thuộc phân khúc COV cỡ trung. Cái phần đèn ở phía trước hay phía sau thì cả hai xe đều sử dụng các cái cụm đèn chiếu sáng là LED hết. Race chỉ có cái đèn sương mù phía trước là đèn halogen, nó rất là hữu ích cho các bạn di chuyển trong điều kiện đường bị sương mù. Tuy nhiên đèn trên CX-5 thì có ưu thế hơn ở cái chỗ là có thể tự động góc chiếu được, cũng như là mở rộng góc chiếu các bạn vào cua, và đèn trên cả hai xe đều là đèn tự động các bạn nhé. Về trang bị ngoại thất, cả hai xe thì đều có những cái trang bị cơ bản, ví dụ như là anten với cá mập này, gương chiếu hậu, chỉnh cập điện, tích hợp đèn báo rẽ này, cánh viết gió thể thao ở phía sau. Tuy nhiên trên chiếc CX-5 thì các bạn sẽ có thêm bệ bước, có thêm phanh tay chờ giá nóc hoặc là ống xả đôi nữa. Cả hai xe thì cũng đều có những cái ốp viền bánh xe màu đen, tạo nên cái vẻ thể thao và khỏe khoắn cho chiếc xe. Gương chiếu hậu bên ngoài của CX-5 nó có hiện tượng là đôi khi là cụp xòe, hoặc là cái motor gương nó hoạt động không tốt và nó hay bị hỏng. Nội thất tổng thể bên trong thì rõ ràng là CX-5 có một cái thiết kế bên trong sang trọng và lịch lãm hơn so với chiếc Race. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhận thấy rằng Race khá là ổn trong cái tầm giá khoảng 500-600 triệu. Nó cũng rất là góc cạnh, rất là vuông vức, phù hợp với cái tổng thể thiết kế ở phía bên ngoài. Tay lái trên cả hai xe thì đều được bọc da, tích hợp các cái phím bấm và điều khiển chức năng của hệ thống giải trí âm thanh. Tuy nhiên trên CX-5 thì có thêm hệ thống cruise control. Cái màn hình phía trước người lái trên chiếc Ray nó là kỹ thuật số hoàn toàn, còn trên chiếc CX-5 vẫn là dạng analog kết hợp với cái màn hình nhỏ để hiển thị các thông số cần thiết. Về ghế, toàn bộ ghế trên CX-5 là ghế bọc da, trong khi đó Ray là chất liệu da cùng với nỉ. CX-5 thì ghế lái chỉnh điện tới 10 hướng và có 2 vị trí nhớ. Ghế hành khách cũng chỉnh điện tới 6 hướng. Trong khi đó, tất cả ghế trên Ray thì đều là chỉnh cơ các bạn. Gần như không có một chiếc xe phổ thông nào khoảng tầm 600-700 triệu mà ghế chỉnh điện hết tại Việt Nam là như vậy. Về hàng ghế thứ hai, CX-5 hơn Ray ở mấy cấp bậc về phân khúc. Nhưng mà cái độ rộng hàng ghế thứ hai các bạn ngồi mà xem, CX-5 với Ray nó gần như tương đương nhau. Khoảng để chân từ đầu gối tới hàng ghế phía trước nó gần là tương đương nhau luôn, không chênh lệch nhau là bao nhiêu. Mặc dù cái chiều dài cơ sở của chiếc CX-5 khoảng 2,7m, chiếc Ray chỉ có 2,5m. Nhưng mà rõ ràng cái kiểu thiết kế của chiếc CX-5 ở phía trong nội thất là nó không tối ưu như là chiếc Ray về độ rộng rãi và thoải mái. Khi các bạn sử dụng một chiếc Ray chẳng hạn chở 4 người hoặc 5 người khá là thoải mái, không bị quá là chật hẹp.
về cái cốp phía sau thì rõ ràng là CX-5 rộng rãi hơn so với phiên trước Race, vì kích thước của nó lớn rất là nhiều. Nhưng mà Race thì cũng đủ cho các bạn có thể để được các cái vật dụng cần thiết, chứ không phải là chật lắm. Về hệ thống giải trí trên CX-5, nếu là màn hình zin thì nó là điều khiển bằng cái núm xoay ở giữa. Còn trên chiếc Race thì là màn hình cảm ứng 9 inch và đa kết nối, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Tuy nhiên hệ thống loa thì CX-5 có ưu thế hơn so với trên chiếc Race. Về hệ thống điều hòa thì cả hai xe này đều sử dụng hệ thống điều hòa tự động. Tuy nhiên trên chiếc CX-5 là hai vùng độc lập, còn chiếc Race chỉ có một vùng mà thôi. Về những tiện ích khác, CX-5 cũng có phần ưu thế hơn, có cửa sổ trời này, có gương chiếu hậu, phía trong là chống chói tự động này, có phanh tay điện tử nhưng mà không có chế độ giữ phanh tự động nhé, và có gạt mưa tự động, trong khi đó Race thì lại gạt mưa cơ. Nói chung lại, về không gian nội thất phía trong, CX-5 nó có rất nhiều những cái tiện ích hơn. Nhưng mà Race, với cái tầm tiền các bạn bỏ ra như vậy, cũng chiếc xe mới hoàn toàn thì nó cũng đủ dùng cho các bạn. Về hệ thống an toàn thì khi mà so sánh một chiếc CX-5 bản cao nhất từ 2017 với chiếc Race mới, thì hệ thống an toàn trên hai chiếc xe này là tương đương nhau. Thậm chí có một số tính năng đây nó còn có hơn, ví dụ như là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. CX-5 thì có thêm cảnh báo áp suất lốp. Cả hai xe thì cũng có các cái tính năng như ABS, ABD, BA, rồi là thẻ ngang dốc. Về mặt tiêu hao nhiên liệu, Race lại ưu thế hơn so với CX-5. Động cơ của nó chỉ có 1.0 lít và tăng áp, trong khi đó CX-5 sử dụng tới động cơ 2.5 lít. Thì dĩ nhiên là nó to hơn, nó khỏe hơn, nó mạnh hơn thì nó phải ăn nhiều xăng hơn, đúng không các bạn? Và theo thông số của Cục Đăng Kiểm Việt Nam công bố, ở cái điều kiện địa hình hỗn hợp thì Race tiêu thụ khoảng 6,6 lít cho 100 km, trong khi đó CX-5 là khoảng tầm 8,5 lít cho 100 km. Và cuối cùng là quan điểm của cá nhân tôi về việc sử dụng một chiếc xe cũ hay là nên mua một chiếc xe mới. Với cá nhân tôi nhé, thì tôi sẽ mua một chiếc xe cũ, với cái phân khúc cao hơn là mua một chiếc xe mới nếu cùng tầm tiền. Bởi vì khi các bạn mua một chiếc xe cũ thì các bạn sẽ được rất là nhiều thứ. Thứ nhất là phân khúc nó cao hơn, rộng rãi, thoải mái, tiện nghi hơn về mọi thứ. Thứ hai là hệ thống động lực khỏe khoắn hơn, mặc dù các bạn sẽ phải chi trả tiền xăng nó tốn hơn, bảo dưỡng các thứ nó cũng sẽ tốn kém hơn một chút, nhưng mà nó mang lại cho chúng ta một cái sự thoải mái và có khá là nhiều tiện ích ở trong đó. Ngược lại thì nó cũng có những cái mà khiến cho chúng ta phải trăn trở, sẽ phải băn khoăn ở cái chỗ là làm thế nào để chúng ta mua được một xe cũ nó tốt. Rất nhiều những phốt gần đây ở các cái showroom bán xe cũ là họ bán những chiếc xe mà đã được sơn sửa lại và họ lừa người tiêu dùng là xe đấy vẫn còn zin. Thì nếu như các bạn có kiến thức về xe một chút, hoặc các bạn có thể đem chiếc xe cũ đấy ra các gara của cái hãng để họ check, thì cũng có thể biết được chiếc xe nào đã bị thủy kích, chiếc xe nào đã bị thay thế những bộ phận như thế nào. Thì những người thợ lành nghề họ sẽ xem, họ sẽ biết được một chiếc xe như CX-5 2017 nó sẽ rất là bền, và nó có thể di chuyển ở quãng đường khoảng tầm 50 vạn, thậm chí tới khoảng 1 triệu km thì mới cần đại tu máy. Còn nếu mà một chiếc xe bình thường, kể cả Race cũng như vậy, thì vô tư, không có gì phải lăn tăn là phải nghĩ cả. Chỉ có trên Race là cái hệ thống turbo ấy, nó có thể bị hỏng trong một quá trình thời gian sử dụng, nhưng mà nó cũng khá là lâu, nó không phải quá lo lắng lắm. Thêm nữa, xe cũ thì khi các bạn mua về, các bạn sẽ phải thay thế các bộ phận mà đến thời kỳ nó phải hỏng hóc. Ví dụ như các bạn sẽ phải thay lại toàn bộ hệ thống dầu rồi nước ở trên xe này để cho yên tâm này, bảo dưỡng lại hệ thống điều hòa này, thay thế các cao su rồi các cái rô tuyn của hệ thống gầm này. Bởi vì một chiếc CX-5 đời 2017 đến tận bây giờ thì thông thường mọi người sẽ đi loanh quanh đâu đó từ 5 đến 10 vạn rồi. Thì rõ ràng là các bạn sẽ phải thay thế. Thì cái tổng tiền chi phí để mà các bạn thay thế toàn bộ cũng sẽ rơi vào tầm khoảng tầm 30 cho tới 50 triệu đồng. Còn với chiếc Race thì sao? Một chiếc xe mới hoàn toàn thì các bạn sẽ không cần phải lo lắng, không cần phải suy nghĩ gì cả trong khoảng ít nhất là 5 năm đầu. Chỉ việc bảo dưỡng định kỳ và thay dầu, không phải suy nghĩ gì thêm. Hệ thống điều hòa của Toyota thì siêu mát. Dầu máy thì dĩ nhiên là xe định kỳ rồi. Các cái phần về gầm chưa cần phải nghĩ đến nó luôn. Nên là trong 5 năm đầu chạy chiếc Race, các bạn chỉ việc đổ xăng vào và đi. Còn dĩ nhiên CX-5, một chiếc xe cũ, nó cũng sẽ có những sự cố hỏng hóc ở trên đường. Chúng ta sẽ phải chấp nhận đánh đổi giữa cái việc một chiếc xe mới hoàn toàn, không phải nghĩ gì trong 5 năm, và một chiếc xe cũ rộng hơn, thoải mái hơn, lái sướng hơn, mạnh hơn, nhưng mà đôi khi có thể có sự cố trên đường. Cụ thể về chi phí sử dụng bảo dưỡng sửa chữa chiếc CX-5 như thế nào thì tôi cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn rất là rõ ở trong cái clip đánh giá chiếc CX-5 đời 2017 đó. Còn với chiếc Race là một chiếc xe mới hoàn toàn nên là chi phí bảo dưỡng nó rất là thấp, rất là ít. Và trên đây thì tôi đã gửi tới cho quý vị và các bạn những cái trải nghiệm, những cái đánh giá và một chút so sánh của cá nhân tôi. Khi mà có 600 triệu đồng thì nên mua một chiếc Race đời mới
hay là một chiếc Mazda CX-5 đời cũ 2017 phiên bản cao nhất. Còn các bạn nghĩ sao về cái lựa chọn này? Rõ ràng với một người mà đang muốn một xe gầm cao, đó cũng là một sự băn khoăn. Dẫu biết rằng mọi sự so sánh trên đời này đều là khập khiễng, nhưng mà chúng ta với vai trò là người tiêu dùng, chúng ta đang có một cái khoản tiền khoảng gần 600 triệu đồng. Chúng ta muốn một chiếc xe gầm cao, Ray và CX-5 đời cũ cũng là hai cái tên chúng ta cần phải cân nhắc. Các bạn sau khi xem clip này có những cái thắc mắc, có những câu hỏi gì thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để mà chúng tôi có thể hỏi các chuyên gia, thì chúng tôi có thể tham khảo những người dùng thực tế, và nếu cá nhân tôi biết thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn. Và các bạn đã lái CX-5, đã lái Race và sử dụng hai mẫu xe này thì cũng hãy để lại ý kiến ở phần comment để mà mọi người có thêm cái góc nhìn khách quan hơn. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi hái đào để ăn. Các bạn đi du lịch lên miền Tây Bắc thì có thể ghé qua khu vực Hang Kia Pà Cò để có thể săn mây, để có thể ở trong những căn homestay như là homestay Y Búa ở đây. Khung cảnh bình yên và những đứa trẻ thì rất là khách, rất là thân thiện và rất là hồn nhiên. Mọi người lên đây có thể nghỉ ngơi, có thể thư giãn sau những cái giờ làm việc căng thẳng, đi bộ xung quanh bản, đi trekking, đi hiking, đi xe đạp hoặc là thuê xe máy để mà đi sâu vào trong những cái bản cổ của người Mông, Thung Mài, Thung Mặn, thậm chí là đi xuống cả Mai Châu được nữa. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an và có thêm nhiều trải nghiệm với chiếc xe của mình. Thân chào và hẹn gặp lại mọi người.